Nhưng mà chỗ này được phết. Cây này dăm rất là dày, dáng thì không nghệ thuật nhưng mà dăm hoa rất là nhiều. Đây. Bao nhiêu? Triệu 9 ạ. Đấy thì được ạ. Được. Oh, hoành trái. Trời ơi, ông bảo xem cây này đang thật như thế này họ bán bao nhiêu? Không có 2 triệu sấn, cây 2 triệu 7 không bao giờ lấy được cây. Cây này thì bao nhiêu? Cây này thì dăm nhiều, xung xuê nhưng mà gốc bệ kém. Cái này bao nhiêu chị? Mình đi mua một cái cây hàng mấy chục triệu mình không ngại, mà đi mua cây chi mai là tầm trên 5 triệu là thấy rét. Đấy. Là thấy 3 triệu. Cái giá đấy để bán thôi. Em 5 triệu nhé. Bán đúng giá, không mặc cả. Ở đấy cây này có cái à, không phải đất rêu, tưởng cái bệ bãi nó gớm nhất thế thì không, mà tuyệt vời. Đây 3 triệu. Cái này bao nhiêu? 950. Sơ sơ mấy cây thế là các bác hiểu. Nó loanh quanh từ 900 ở đến 3 triệu. Nó ở đây thì cơ bản nó không có những cây xuất sắc đâu. Nó chỉ có những cây tầm trung đổ lại, nhưng mà được cái nó già. Cái nó già. Cái nó già. Cái này vừa bảo bao tiền quên mất. Cái này là bao tiền? Dạ. Cái này bao tiền? 9 triệu. 9. Bệ đẹp hết nhỉ. Bệ đẹp. Đấy. Cái màu người ta yêu cái loại hoa này. Các dắp của nó còn nhé. Yêu cái màu hoa này rất tao nhã. Rất tao nhã, mảnh mai tao nhã. Thế nó gọi là mai mà. Nhất chi mai. Có một bài thơ về nhất chi mai này rất là đại loại là côn trùng cái vòng hoa mai này nhất. Cây này nở dã man. Dăm xung xuê hơi non. Chi mai để chọn một cây đẹp rất khó, cực khó, mà nếu đẹp thì nó đắt vô cùng. Đấy, cái gì khó mà ít là đắt, đơn giản thế thôi. Cây được hết. Tầm trung trung bình là cây được. Ok. Nhưng mà
bán chắc giá quá, ít ra người ta được mang cả một câu thì người ta sướng hơn. Đó, công nhận không? Ok, để ra xem live này kia.